Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi thân. Đây là video clip anh Ba Tử Vi tổng hợp tử vi của tháng Bính Thìn, tức là tháng 3 âm lịch của năm 1, tức 2018. Đối với tất cả những người tuổi thân, đối với người tuổi thân, xin lỗi, thì đối với người tuổi thân mà tháng Bính Thìn thì phần địa chi có thể nói là gặp là thân tí thìn là tam hợp, nhưng mà chưa hẳn là có tam hợp thân tí thìn thì mọi điều nó sẽ hanh thông, mọi điều nó sẽ tốt đẹp. Thì mình sẽ xét từng tuổi coi là tuổi nào được tốt đẹp và tuổi nào không, thì để mình có những cái thông tin để cho mọi người tuổi thân có thể ứng dụng vào tháng Bính Thìn mà có cái cuộc sống, có cái vận hạn ứng dụng một cách tốt nhất để mà vượt qua cái tháng Bính Thìn này. Thì nói chung là không cần biết gì hết, dù là nó có mạng mình có như thế nào, hoặc là thiên can và địa chi nó thiên can nó có ra sao, thì có được một cái tương hợp trong cái ba cái mà để xét về tử vi của tháng, mạng, thiên can và địa chi, thì mình đã có một cái tương hợp thì nó sẽ có nhiều điều may mắn mà xảy ra. Mà gặp cái tương hợp là thân tí thìn này, gọi là tam hợp, mà tam hợp thì nó sẽ hóa giải được cả tam tai, chứ đừng nói chi là cái vài điều khó khăn. Mà cái phần địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái phần gia đạo, phần cái cuộc sống gia đình và tình cảm. Mà nói thật chứ trong cuộc sống mà mình có thể thiếu tiền, nhưng mà thiếu tình cảm thì mình sẽ rất là khó sống. Đầu tiên hết, đối với người tuổi thân là người giáp thân, sinh năm 1944. Người giáp thân còn có tên gọi là quá thụ chi hầu, tức là khỉ leo trên cây. Mệnh là tuyền trung thủy, tức là nước trong suối, suối mà gọi như là suối dừa dừa đó ha. Do là đây là những cái tuổi khá lớn rồi, cháu không có làm cái tử vi của cái người giáp thân, cho nên là cho năm Mậu Tuất, cho nên là sẽ phải tổng hợp lại cái tử vi của năm Mậu Tuất ra sao để mà sau đó vận vào tháng Bính Thìn. Thì đầu tiên hết, nam mạng của người giáp thân là mệnh tuyền trung thủy, gặp năm bình địa mộc, tức là sinh xuất bản mệnh có vấn đề ha, sinh xuất thì bản mệnh nó hơi yếu, sẽ có vấn đề. Nam mạng gặp sao thủy diệu, có chuyện buồn, dễ có chia ly. Hạn thì tiên tinh, rối rắm tranh chấp. Vận niên thì thử quy điền, chuột về đồng tốt. Thiên can canh, thiên can giáp ha, gặp mậu, là giáp hành mộc, mậu hành thổ, cho nên là thiên can là bị tương khắc, có vấn đề. Địa chi thân và tuất là tự chủ bình hòa, nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành đó, là tuất thì thuộc hành thổ, thân thì thuộc hành kim, cho nên có thể nói là ngũ hành của thiên địa chi là được tương sinh, tốt cho gia đạo, nhiều niềm vui thoải mái. Thì nữ mạng cũng vậy, nữ mạng thì cũng là mệnh thủy, sinh xuất cho năm là năm mộc ha, sức khỏe yếu, cần phải đề phòng nhiều thứ. Nữ mạng thì may mắn gặp sao mộc đức, là may mắn danh lộc tốt. Sao mộc đức này thuộc hành mộc, mệnh của các bác là mệnh thủy, thủy sinh mộc sẽ là nhiều điều tốt đẹp ha. Cái sao mộc đức sẽ phát huy cái sự may mắn lên rất là nhiều. Hạn là tan theo, xây xác tay chân, cho nên là ở các tuổi của các bác thì đã lớn tuổi, cẩn thận đi đứng để vấp ngã thì sẽ có tay chân sẽ có vấn đề. Vận niên cũng là thử quy điền ha, tốt. Thiên can đó là giáp gặp mậu thì cũng giống như các bắc nam. Địa chi thân với tuất cũng là cũng như các bắc nam. Thì như vậy rằng đó là với cái tử vi cả năm thì các bác nữ có vẻ là tốt đẹp hơn các bác nam, vì là có sao mộc đức chiếu mạng. Các bác nam thì có cái sao thủy diệu chiếu mạng, dễ có chuyện buồn và chia ly ha. Rồi xét vào cái tháng Bính Thìn của người mà giáp thân thì nam mạng hay nữ mạng thì cũng vậy, thì tháng Bính Thìn là tháng thổ, giáp thân là thủy, cho nên mạng là thổ khắc thủy, tức là tháng khắc bản mệnh xấu, đề phòng bệnh nặng ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà các bác lại bị sinh xuất, mình là thủy sinh mộc rồi,
bản thân là bổn mạng cả năm đã bị yếu, gặp tháng tương cắt bổn mạng thì cần đề phòng sức khỏe và tai nạn. Nhưng mà các bác này thì lớn rồi, mình nghĩ chắc không có đi đứng gì nhiều, cho nên là cần cẩn thận một điều đó là để có sức khỏe tốt hơn. Nếu như có vấn đề gì đó một tí xíu mà thấy không khỏe thì thông báo với con cháu để con cháu đưa đi khám định kỳ này kia, cho nó không có bảo toàn sức khỏe của mình. Thiên can á, chữ giáp với bính á, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngũ hành á là giáp mộc, bính là hỏa, là sinh xuất về ngũ hành. Thì sinh xuất về ngũ hành thì này á là để cho những người làm việc, những người còn đi làm thì ảnh hưởng đến chuyện hao tài, có trục trặc trong công việc một tí. Nhưng mà các bác này thì đã lớn rồi, không còn phải đi làm nữa, cho nên cái việc mà nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất này được tính là vòng tuần hoàn sinh nhật, cho nên là có thể nói là cuộc sống của các bác sẽ có vui vẻ. Được nhóm tam hợp thân tí thìn của tháng là dấu hiệu của sự may mắn vui vẻ của gia đạo, và thậm chí là nhờ cái tam hợp của tháng thân tí thìn này, hy vọng nó sẽ đỡ được cái sự khó khăn của cái bổn mệnh vốn dĩ được sinh xuất cả năm mà bị tương khắc của tháng này, cho sức khỏe của mình có sự may mắn tốt đẹp mà để vượt qua. Nhất là các bác nữ thì có cái sao mộc đức nữa mà được cái tam hợp của tháng nữa, thì hy vọng rằng cái mạng của mình nó không bị ảnh hưởng nhiều, sức khỏe của mình nó không bị lâm vào cái tình thế mà khó khăn. Người tuổi thân tiếp theo đó là người tuổi bính thân. Thì bính bính thân là người ta còn gọi là sơn thượng chi hầu, tức là khỉ ở trên núi. Mệnh là sơn hạ hỏa, lửa ở trên núi luôn, khỉ ở trên núi mà gặp lửa ở trên núi luôn ha. Thì do cái tuổi bính thân là cái tuổi ngoài cái vùng mà tuổi mà em làm tử vi của cả năm Mậu Tuất 2018, cho nên em sẽ nói sơ về cái tử vi cả năm của người bính thân luôn. Như sao, người bính thân mà nam mạng á, thì mạng là sơn hỏa hạ, thì gặp năm bình địa mộc là tương sinh bổn mệnh của năm, cho nên là sức khỏe của người bính thân không phải lo lắng. Sao của nam mạng là mộc đức, may mắn danh lộc tốt. Hạn thì huỳnh tiền, phòng bệnh nặng. Nhưng mà cái hạn huỳnh tiền này gặp năm mà tương sinh bản mệnh thì không có quá sợ sạch. Vận niên kê giáp viên, gà về vườn tốt. Bính với lại mậu là không xung không khắc. Tuy nhiên á, bính là hành hỏa, mậu là hành thổ, là có thể nói là bị sinh xuất về thiên can, cho nên là công việc nhiều khi là gây hao tốn, có khó khăn. Rồi thân với tức là như đã nói là tự chủ bình hòa, nhưng mà ngũ hành là được tương sinh, tức thổ tương sinh cho thân là kim, cho nên là tốt về gia đạo, gia đạo cũng có nhiều niềm vui. Các chị nữ thì cũng như các anh nam, mạng sơn hào hỏa được bình địa mộc tương sinh tốt. Tuy nhiên có sao là sao thủy diệu, tức là sao này nó có chuyện buồn phiền, gây chia ly với nhiều điều. Mà sao thủy diệu thì thuộc hành thủy, nó rất là có tác hại đối với người hành hỏa của các chị, lý do là tương khắc. Cái sao nó khắc cái mạng, cho nên là cái sao thủy diệu này nó hành hỏa, nó hành mạnh nhiều ha, cho nên là các chị là cẩn thận. Hạn là toán tập, trở ngại va bắp. Vận niên thì kê giáp viên, thiên can thì cũng giống các anh ha. Chữ bính với chữ mậu đó là sinh xuất về nạp âm ngũ hành và bình thường về tử vi. Rồi địa chi thì được tương sinh rất tốt cho cái việc mà gọi là nhiều niềm vui, tốt cho gia đạo. Vận vào tháng bính thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đối với người bính thân thì như sau. Mạng của các anh các chị là hỏa, gặp tháng bính thìn là thổ, như vậy là sinh xuất bản mệnh theo lẽ là sức khỏe ảnh hưởng nhưng không quá nghiêm trọng, do năm nay là năm hỏa vượng, mà hỏa vượng rất là tốt đối với người hành hỏa. Gặp lại được tương sinh mộc
hỏa của mạng nữa thì chắc chắn rằng nó là sẽ không có vấn đề gì mà quá lớn lao đối với cái bổn mạng bị sinh xuất tháng bính thìn này. Thiên can là bính, à là có hàng can giống nhau, công việc cũng dễ dàng, nếu có khó khăn thì nó sẽ được vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng, không có chuyện gì hết. Địa chi là tam hợp thân tí thìn, là dấu hiệu của sự may mắn đem đến từ gia đạo và ảnh hưởng luôn cho phần công việc. Tại vì cái phần bính, cái thiên can cái chữ bính cái đồng hàng rất là tốt rồi. À, như vậy là tháng bính thìn tháng 3 âm lịch này thì nó chỉ là bị mạng sinh xuất, mà mạng sinh xuất đối với cái người mà được tương sinh mạng mạnh mẽ ở trên cái năm này của các anh các chị thì nó rõ ràng là không có tác dụng mấy. À, tuy nhiên là đối với các chị là do dướng sao thủy diệu mà gặp đó là cái tháng mà sinh xuất bản mệnh thì có thể là sẽ có một chút sự buồn phiền từ cái gia đạo, mà không phải là chồng con mà có thể là của người anh chị em, hoặc là một chút buồn phiền về sức khỏe của mình nó lo lắng thôi, chứ không có việc gì nó quá nặng nề. Cho nên có thể nói là đối với cái tháng 3 tháng bính thìn này thì các anh các chị tuổi bính thân sinh năm 1956 sơn phượng chi hầu này không có việc gì quá lớn lao, à mọi thứ có thể nói là còn có chiều hướng tốt đẹp. Nếu mà chấm điểm thì có thể nói tháng bính thìn này đối với người bính thân là 7 điểm, có thể có nhiều sự thành công vui vẻ. Rồi tiếp theo của người tuổi thân là người tuổi mậu thân sinh năm 1968, người ta gọi độc lập chi hầu, thủy độc thân, ha, đại trạch thổ đất nền nhà, ha. À, như đã nói của cái người tuổi mậu thân rồi thì vốn dĩ là nắm chữ mậu nhiều thăng trầm, nhưng mà đặc biệt là do là có tên độc lập chi hầu tức là thủy độc thân, cho nên là bản thân của người mậu thân là hay nghĩ cho mình nhiều hơn là cho người khác, cái gì cũng đặt cái lợi ích của mình lên hàng đầu, ha. Thì cái đó là cái thiên tính, ha. Vốn dĩ mình sinh ra được như vậy không phải mình muốn. À, nhưng mà người này thì phải công nhận là một điều là em phải công nhận nói là người mậu thân 80% là những người có nắm tài sản được, tại vì họ nghĩ họ là chính mà thì họ sẽ giữ được, chứ còn nếu mà họ nghĩ người khác chính thì họ sẽ không giữ đâu ha. À, do là cái tuổi này thì em đã làm cái tử vi của cái năm này rồi, cho nên là năm Mậu Tuất rồi, cho nên là em sẽ không nhắc lại cái tử vi cả năm để khỏi tốn thời gian, chỉ có nhắc lại cái phần mà tử vi tháng bính thìn thôi. Thì vận vào tháng bính thìn đối với cái tử vi người mậu thân sinh năm 1968 này thì chữ mạng á là mạng thổ, ha, đồng hàng với tháng bính thìn cũng thổ luôn, cho nên là bổn mệnh sức khỏe ổn. À, có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua, chỉ một vài viên thuốc là ok rồi. Thiên can á bính là hỏa, mậu là thổ, cho nên á là thiên can á thì không xung không hợp mà còn mặc được tương sinh về cái việc là nạp âm ngũ hành, cho nên là có thể nói là các anh các chị không có lo lắng về công việc ở trong tháng này, à mà thậm chí là nhiều khi là còn có sinh tài và mọi chuyện rất là hạnh thông. Địa chi là nhóm tam hợp thân tí thìn, à thì địa chi không có vấn đề mà có tam hợp nữa thì nó có sẽ đem lại nhiều sự may mắn. À, công việc thì được tương sinh về đặc âm ngũ hành, à, mệnh thì đồng hàng, như vậy thì rõ ràng đối với các anh các chị mậu thân 1968 gặp cái tháng bính thìn của năm Mậu Tuất 2018 này là một cái tháng có thể nói là may mắn nhiều điều, dễ sinh tài lộc, gia đạo thì cũng có an vui, mạng thì không có gì phải lo lắng. À, đây có thể nói là người mậu thân gặp tháng bính thìn là gọi là khỉ mà vớ được nải chuối, à, cho nên là ăn uống cũng phê no say. À rồi, người tuổi thân tiếp theo đó là người tuổi canh thân, thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả. À, mệnh là thạch lựu mộc. À, do cái tuổi này thì mình cũng đã làm cái tử vi cho các em rồi,
cho nên là mình không có nhắc lại cái tử vi năm Mậu Tuất 2018 đối với các em nữa, mà vận thẳng vào tháng Bính Thìn luôn. Thậm chí là mình đã có phân tích cái tháng Bính Thìn này đối trong cái video clip mà cả năm rồi, nhưng do là làm bài tuổi thân cho nên mình sẽ nhắc sơ lại như sau. Mạng là các em mạng mộc gặp tháng Bính Thìn là tháng Thổ, mộc khắc Thổ, bản bệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn ha. Do là mình khắc tháng cho nên là nếu có bệnh nạn thì nó cũng nhẹ nhàng mà dễ dàng vượt qua. Thiên can thì không tốt lành à, chữ Bính nó khắc chữ Canh, chữ Bính của Bính Thìn đó nó khắc chữ Canh của canh thân của các em. Tháng khắc thiên can công việc rất dễ khó khăn ha, dễ gây hao tốn và thậm chí lâm vào bế tắc à. Đối với cái người mà nữ mạng thì đỡ đi, nữ mạng là do các em có sao Mộc Đức chiếu mạng cho cả năm thì nó còn đỡ. Nhưng mà nếu như mà các em nam gặp sao Thủy Diệu mà gặp Bính nó khắc canh này á, thì để ý ha, mình có chuyện buồn thì không những là chuyện buồn về gia đạo này kia, có thể là chuyện buồn về công việc à, làm cho mình rất là hao tốn sức khỏe. Gặp Mộc nó khắc Thổ nữa, sức khỏe của mình nó đã không tốt rồi, gặp cái chuyện buồn nó dễ ảnh hưởng sức khỏe hơn à, cho nên là cẩn thận. Tuy nhiên à, địa chi thì như các tuổi thìn khác à, tuổi thân khác thì có nhóm tam hợp là thân tí thìn à, như vậy đối với các em mà tuổi canh thân dù nam hay nữ mà thì đều là cái tháng này nó như sau, nó có mạng thì bị tương khắc, thiên can bị tương khắc, chỉ có địa chi là tam hợp, là gọi là tương hợp, có tam hợp. Hy vọng rằng với cái tam hợp của địa chi à, sẽ tốt lành hơn, sẽ giúp cho các em có được cái sự may mắn, có được cái sự ảnh hưởng tốt để mà khắc chế cái thiên can à, Bính nó khắc canh. Đối với các em nữ thì nó còn nhẹ nhàng, nhưng mà đối với các em nam thì không hề đơn giản. Cho nên có thể nói người canh thân tháng Bính Thìn này thì là một tháng dưới trung bình, cần cẩn thận nhiều điều, nhất là công việc, đừng để gây hao tốn và rơi vào bế tắc. Việc gì cũng nên an phận ha, thủ thế, vượt qua tháng này mình mới chơi tiếp, chứ còn tháng này thì rõ ràng là nó đều không tốt ha. Tuổi thân tiếp theo là tuổi Nhâm Thân à, chữ Nhâm ha, người ta gọi là nam nhâm nữ quý, thì coi xem là tuổi Nhâm Thân đối với cái vận hạn của tháng Bính Thìn này nó như sao. Do cái tuổi Nhâm Thân này là mình cũng chưa làm cái tử vi của cả năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Nhâm Thân, cho nên mình sẽ nói sơ lại cho các em nghe về cái vận hạn có thể là của cả năm, sau đó mình sẽ vận vào cái tháng Bính Thìn sao. Thì tuổi Nhâm Thân á, thì người ta còn gọi là Thân Tú Chi Hầu, là khỉ đẹp à, mệnh là Kiếm Phong Kim à, Thân Tú Chi Hầu mà à, lại người là mệnh kim nữa, cho nên đa phần những người Nhâm Thân à, có cái vẻ ngoài gọi là thanh tú, nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Người mệnh kim đem lại cái sự bóng bẩy ha, cho nên là người tuổi Nhâm Thân dù nam hay nữ thì họ hay chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình à, đó là một cái hay của người tuổi Nhâm Thân à. Rồi thì Nhâm Thân nam mạng là mệnh Kiếm Phong Kim, tức là vàng, cái vàng của mũi kiếm đó, gặp năm Bình Địa Mộc, tức là kim khắc mộc à, mình là Kiếm Phong Kim nữa, cho nên là gặp mộc mình sát mộc, cho nên là cũng không đến nỗi nào, sức khỏe không có vấn đề gì nhiều. Sao của nam là Mộc Đức, may mắn danh lộc tốt à, tuy nhiên gặp hạn là Huỳnh Tiền, phòng bệnh nặng. À, dù là mình là Kiếm Phong Kim mình có thể chặt mọc được, nhưng mà bổn mạng của mình là tương khắc với năm, cho nên gặp cái nạn mình tiền phòng bệnh nặng thì cẩn thận về mặt sức khỏe, đừng có ỷ lại. Vận niên kê giáp viên gà bề vườn tốt à. Thiên can chữ Mậu nó khắc chữ Nhâm à, cho nên là công việc dễ sinh rối rắm rầy rà à, gây hao tốn trong công việc và làm ăn à. Địa chi Thân Tuất tự chủ bình hòa, ngũ hành tương sinh à, à, ngũ hành tương sinh là Thổ sinh Kim, tốt cho gia đạo. Nếu mà với tuổi của các em thì rõ ràng gặp cái địa chi Thân Tuất này thì rất là dễ có việc cưới sinh à, cưới hỏi à, cho tạo niềm vui hỷ sự. Tuy nhiên là gặp chữ Mậu nó khắc chữ Nhâm thì các em nên để ý một tí xíu. Dù rằng là mình có cái sao Mộc Đức chiếu mạng, may mắn danh lộc tốt, cũng đừng có quá ỷ lại ha, đừng biết tháng nào lỡ xung thì mình sẽ phải để ý, chứ nếu không là gây rầy rà rối rắm à.
Rồi, nữ mạng thì cũng vậy, kiếm phong kim, gặp bình địa mộc thì mình không sợ về mặt sức khỏe, nhưng nó là tương khắc thì có cái tháng nào mà nguy hiểm thì mình cũng nên đề phòng. Sao thì thủy diệu, có chuyện buồn. Hạn thì toán tập, trở ngại va bắp. Vận niên thì kê giáp viên. À, thiên can thì cũng giống như nam, mậu nó khắc nhâm, có nhiều điều mà cần phải để ý. Địa chi thì thân kim, ha, tức thì thổ, tự chủ bình hòa. Ngũ hành thì được thương sinh, là thổ sinh kim, cho nên là năm nay ngoài cái chuyện dễ có hỷ sự mà nếu mà thai nghén cũng là một điều tốt đẹp, không có việc gì lớn lao. À, dù là có cái mạng là kim khắc mộc nhưng mà thai nghén của năm nay vẫn ok, không có việc gì hết. Như vậy vận vào cái tháng bính thìn đối với người nhâm thân 92 mệnh kim này nó như sao? Nếu như đối với các em nam hay nữ gì cũng vậy, mạng thì các em là mệnh kim, gặp tháng bính thìn là tháng thổ, tức là bản mệnh được tương sinh, rất tốt cho sức khỏe, còn có ảnh hưởng tốt cho các tinh quân mà tương trợ mình ở trong cái năm này. Thì năm này mà có thể nói là về sau á, thì cả hai không có sao bị ảnh hưởng nhiều đến công việc, mà chủ yếu là các em nữ dưới sao thủy diệu có chuyện buồn thôi. Còn thiên can là cái chữ mậu nó khác chữ nhâm, cả năm thì nó có vấn đề rồi. Thiên can á, thì chữ nhâm của các em nó khác chữ bính của tháng này. À, thiên can khắc tháng, công việc khó khăn, bị cạnh tranh chống phá rất là khó khăn. Mà các em cả năm đã bị cái thiên can của năm khắc mình rồi, gặp cái chữ vào cái tháng mà mình khắc tháng nữa, thì rõ ràng là công việc là một cái điều gì đó sẽ đem đến nhiều điều mà bất lợi cho các em. Là các em thì anh cần cẩn thận về công việc, giấy tờ, mà mọi thứ. À, nhất là các em nữ mà chơi dính vào cái sao thủy diệu nè, dễ có chuyện buồn. Mà chuyện buồn này không phải về mặt gia đạo không đâu nha, có thể mà mặt công việc đem lại chuyện buồn phiền, rối rắm. Mà hạn thì toán tập nữa, trở ngại va bắp. Cho nên là có thể nói cái sao thủy diệu này sẽ ảnh hưởng đến cái phần công việc, làm cho các em buồn phiền nhiều. À, rồi tiếp theo là địa chi, có nhóm tam hợp thân tí thìn. À, có nhóm tam hợp thân tí thìn này á, hy vọng rằng nó sẽ chế hóa được nhiều điều, giúp cho cái công việc nó hanh thông hơn. Nhưng mà không quá hy vọng đâu, hy vọng ở đây á, là có sự vui vẻ ở trong gia đạo thôi. À, có thể là có hỷ sự hay là gì đó ở trong tháng này vui vẻ, mà chủ yếu là về phần gia đạo. Chứ với cái thiên can mà bị cả năm khắc rồi mình khắc thiên can thì công việc cũng không mấy sáng sủa. Nếu như vậy xét về tháng bính thìn đối với người mà nhâm thân, dù là nam hay nữ mạng, thì nam mạng vẫn tốt hơn. Dù gì đi nữa thì cũng có cái sao mộc đức chiếu mạng, nó có cái sự may mắn, mà có sự may mắn đó nó sẽ chế hóa được bớt đi cái sự tương khắc của thiên can của năm và tháng. Mạng thì được tương sinh, hy vọng rằng với cái sự tương sinh của mạng nè, rồi là địa chi tam hợp sẽ phần nào khắc phục cái khó khăn mà thiên can nó đem lại cho công việc. Hy vọng rằng đó là với hai cái điều tương sinh, một cái điều tương khắc, thì cái phần tương sinh nó vẫn thắng cái phần tương khắc của các em nhâm thân. Như vậy là anh Ba Tử Vi đã tổng hợp xong cái tử vi tháng bính thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đối với người tuổi thân. Thì có người thì tốt lành và có người thì cũng có khó khăn. Hy vọng rằng cái thông tin vừa rồi sẽ giúp mọi người biết được cách để mà vượt qua cái tháng bính thìn, một cái tháng tam hợp về địa chi đối với một người tuổi thân. Ai xem video thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới để cho nhiều người tuổi thân được biết đến video này mà ứng dụng vào tháng bính thìn một cách tốt nhất. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi nhớ bấm đăng ký để ủng hộ anh Ba Tử Vi và đón chờ những cái video về tử vi, có thể là tuổi của người thân, bạn bè, anh chị em của mình. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.